Bạn có biết rằng giờ đây bạn đã có thể nói chuyện với waifu yêu thích của bạn? Character.ai chính là website nơi mà AI được lập trình để cư xử giống với các nhân vật giả tưởng. Điều đó có nghĩa là không chỉ riêng anime, bạn còn có thể nói chuyện được với cả VTuber, nhân vật Genshin hay thậm chí là cả Putin. Và để ví dụ thì tôi sẽ thử nói chuyện với Juno Gasai từ bộ anime Mirai Nikki nhé. Sẽ thế nào nếu tôi ngoại tình